Chào toàn thể các bạn, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2019. Mình đang cùng đoàn đến với hồ Kawaguchiko. Đây là đường cây Momiji nổi tiếng nhất ở hồ Kawaguchiko. Mời các bạn chiêm ngưỡng và thưởng thức nhé. Xem nó có đẹp hay không này. Mình đang ngắm Momiji thì tình cờ gặp một cô gái rất là xinh, không biết cô tên là gì nhỉ? Xin chào em tên gì Xin vậy? chào mọi người, em là Hà từ sông Hàn Tourist. Ồ, xin hân hạnh được chào em. Anh nhớ cho em xin cái đấy nhá. Rồi. Những cây Momiji bùng cháy như những đống lửa, rất là đẹp. Mình thấy anh chàng thanh niên này đã ở đây cách đây khoảng 20 phút rồi mà anh vẫn cứ mê mẩn ở đây. Một lớp thảm vàng. Đến Phú Sĩ thì mời các bạn nhớ đến hồ Kawaguchiko nhé. Mùa thu của hồ Kawaguchiko ấy. Đây là cảnh hoàn toàn thực mà không tô vẽ một chút nào cả.
Nơi nào mà? Xin cảm ơn và hẹn các bạn những video clip sau.